vào đầu tháng 9 vừa qua sau khi nghiên cứu hồ sơ từ cơ quan điều tra chuyển sang. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt đề vụ án. Khi cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra bổ sung vụ án, thì bà Nguyễn Phương Hằng và gia đình đã làm đơn xin cho bị can được tại ngoại. Sau đó, con trai của bà Hằng đã đề nghị được đặt tiền đảm bảo thay cho biện pháp tạm giam với số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận kết luận điều tra từ cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Theo hồ sơ vụ án từ giai đoạn tháng 3 năm 2021 cho đến khi bị khởi tố bắt tạm giam tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện các buổi livestream. Bà Hằng bị cho là đề cập đến nhiều nội dung, nhiều vấn đề cá nhân của người khác cơ quan điều tra xác định tại các buổi livestream đó bà Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người sau đó các cá nhân trên đã tố cáo bà Hằng và đến ngày 24 tháng 3 năm 2022 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam đối với bà Hằng để điều tra về tội danh nói trên trong quá trình điều tra bà Nguyễn Phương Hằng khai báo những thông tin liên quan đến đời tư của những người khác trong đó có các cá nhân điều trên là bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc đọc báo và nằm mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Cơ quan điều tra cho rằng cá nhân bà Hằng và các tài khoản mạng xã hội do bà này lập ra được nhiều người biết đến, lượng theo dõi lớn. Do đó, việc bà tổ chức live stream nói về nhiều chủ đề đề cập đến thông tin đời tư của nhiều người khác khi thông tin đó chưa được kiểm chứng xác thực đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự, nhân phẩm của những cá nhân đó. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển giao hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý.